Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn bốn món nồi cơm. Thì hôm nay mình kiểu như cuối tuần các bạn, mình là xả giống như bán giá xả hàng luôn đấy. Thì cũng có những mẫu nồi gọi là rất còn rất chất lượng luôn, nhưng mình cũng giảm giá nhé các bạn. Thì trong này là có hai mẫu nồi ngoài cùng đây là mẫu nồi nửa lít, còn hai mẫu trong này đều là một lít nhé các bạn. Rồi mình vào chi tiết cho các bạn xem. Mẫu nồi số 1 nhé các bạn, đây là nồi Pana áp suất điện tử đấy. Thì như cái công nghệ áp suất điện tử hôm trước mình có chia sẻ các bạn đấy, nó rất là xịn luôn. Các bạn nấu mà chế độ đúng, gọi là cái chế độ mềm dẻo ấy, mà còn thừa nhiều nước các bạn, thì nó sẽ tự động nó xả gọi là hết mức có thể để cho cơm của các bạn nó phù hợp đúng nghĩa với lại cái mức cơm mềm dẻo đấy các bạn. Đấy thì đây cho các bạn xem cái video hôm trước mình có chia sẻ. Thì bạn nào mà mình chưa hiểu rõ về cái áp suất điện tử ấy, thì các bạn có thể lên kênh của mình xem cái nồi mình test, cái video mình test cái nồi áp suất điện tử đấy các bạn. Đây này các bạn, đấy. Đấy, cái video này. Rồi thì đây là cũng công nghệ áp suất điện tử như vậy luôn nhé các bạn. Rồi, cái này còn nước mình nấu thử đây. Đây vung cái răng rất là đẹp luôn các bạn, như mới luôn nhé. Đấy, đây nước mình nấu thử nó còn đọng lại. Đây là son. Thì cái nồi này các bạn nấu được khoảng một bát rưỡi gạo đấy các bạn, cho gia đình khoảng 2 đến 3 người ăn. Đấy, còn khá đẹp nhé các bạn. Và tất cả đây là mình đều test thử hết rồi các bạn. Rồi, đây là mẫu nồi số 1 này. Mình đánh dấu là mẫu nồi số 1. Thì mình bán với giá là 1,8 triệu nhé các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi số 2 là nồi tô chuông. Đây là nồi Toshiba chuông, mẫu nồi nấu ngon nhất hiện nay. Thì cái răng này nó bị xì rồi các bạn. Cái răng này đã bị xì rồi. Thì mình sẽ thay hẳn cho nguyên một cái vung mới luôn các bạn. Đây là vung mới chưa dùng luôn nhé các bạn. Đấy, mình sẽ thay hẳn cái vung mới như này. Thì các bạn dùng các bạn không lo, không có lo vấn đề bị xì nữa. Tức là trong vòng 2-3 năm thì các bạn không lo về vấn đề xì, tại vung này là vung mới luôn rồi. Đấy. Rồi, đây son. Son nó có vết gà mổ như này các bạn này. Đấy. Son chuông. Đây là mẫu nồi nấu cơm ngon nhất đấy các bạn. Thì thực ra cái nồi này đúng các bạn, nó còn gọi là nó cũng còn khá là mình nhìn cái nồi thì nó còn khá là đẹp đấy. Các bạn nhìn những cái đỡ này các bạn này, đấy nó còn rất là xanh luôn. Với cái inox này nó chưa có bị bầm dập gì cả, kể cả đáy son cũng vậy đấy các bạn. Nhưng cái này do người ta dùng ẩu thôi. Rồi, đây là mẫu nồi thứ hai. Thì cái nồi này là nồi tô chuông, nồi nấu cơm ngon nhất nhé các bạn. Một nồi này có dung tích 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát 2 rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn. Nồi này là có công nghệ cao tần áp suất hút chân không đấy các bạn. Đấy, nó hút chân không nên cơm gạo các bạn ăn rất là ngọt luôn. Đây là mẫu nồi số 2. Thì mình đang bán mức giá là cái này là vung mới nhé các bạn. Vung mới thì các bạn yên tâm là 2,9 triệu nhé các bạn. Đấy. Rồi. Rồi tiếp tục mẫu nồi số 3. Mẫu nồi này Tiger, tại áp suất 2 bi song sần cũng 1 lít luôn. Đấy, cái này thì mình cũng nấu thử hết rồi. Sau nó có vài vết gà mổ thế này các bạn này, rất là nhỏ nhé các bạn, không ảnh hưởng gì. Cái này không hề ảnh hưởng gì luôn nhé các bạn, không bị bong chóc ra. Đấy, cũng rất là đẹp. Rồi, đây là mẫu nồi số 3 nhé các bạn. Mẫu nồi số 3 thì mình bán với giá là 1,4 triệu nhé các bạn. Đấy, hôm nay mình xả giá rất là rẻ luôn. Rồi, tiếp tục mẫu nồi voi mammut. Nồi này có dung tích là 0.6 lít nhé các bạn. Các bạn nấu được khoảng 2-3 người ăn. Đấy. Cái này mình cũng test rồi, không bị xì gì cả. Đây, son đây. Đấy. Rồi, đây là mẫu nồi số 4 nhé các bạn. Mẫu nồi số 4 thì mình bán mức giá là 1,8 triệu nhé các bạn. Đấy, giá hôm trước là giá mình đưa ra giá nó so với bây giờ nó rẻ hơn rất là nhiều luôn. Rồi thì qua bốn mẫu này, bạn nào ưng mẫu nào thì liên hệ với mình. Thì tất nhiên giá nó rẻ thì mình cũng gọi là bảo hành cũng như là nồi mới nhé các bạn, kể cả vài trăm nghìn thì mình cũng phải đều bảo hành như nhau, nên các bạn yên tâm nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Xin chào các bạn.